Trending video. Con gái mẹ đẹp quá. Mẹ rất vui khi con có ngày này. Bà cũng rất hãnh diện về con. Từ nhỏ tới lớn, con chưa bao giờ làm ba mẹ thất vọng dù chỉ một lần. Người đàn ông này sẽ khiến con được hạnh phúc. Dạ mẹ, sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Chúc con hạnh phúc. Ra ngoài đón khách đi. Dạ, con chuẩn bị tinh thần nha. Tôi luôn nghĩ con người mình ai sinh ra cũng có trách nhiệm của mình. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi luôn nhìn thấy ba mẹ luôn thực hiện trách nhiệm của mình. Đó chính là yêu thương và nuôi nấng tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Tôi luôn mơ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, ấm áp, bằng một nửa như ba mẹ tôi cũng được rồi. Nhưng chắc là sẽ không có ngày đó nếu tôi không có Min. Để anh giúp cho. Cảm ơn anh. Anh đi tắm trước đi đã. Em tắm trước đi. Anh xuống dưới nhà kiếm chút gì uống. Nếu không uống sẽ không ngủ được. Ảnh là người tốt. Ba mẹ tôi rất thích ảnh. Và lúc đó tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa, đã tới lúc phải kết hôn. Nhà riêng của chúng tôi là ngôi nhà ba mua để đầu cơ. Lúc anh Can nhìn thấy là anh thích ngay, nên ba quyết định bán lại cho vợ chồng tôi với giá rẻ, mà còn được ở cùng một khu với nhà cũ của tôi, được ở gần ba mẹ và ở trong khu mình sống từ nhỏ. Tôi rất vui. Ba, chào con. Đến khi nào họ mới đập bỏ đi mấy tòa nhà này không biết. Chắc không đâu. Mấy tòa nhà này tồn tại lâu lắm rồi. Có lâu bao nhiêu cũng không thể ngăn cản sự phát triển của xã hội. Nếu như vậy, những người đang buôn bán ở đó phải tìm chỗ khác. Vậy cũng tốt mà. Khu này sẽ phát triển hơn, nhìn sạch sẽ hơn bây giờ. Lúc trước em cũng ở khu này đó. Lúc ba mẹ vẫn chưa mua nhà. Vậy sao? Lúc trước nhà em mở cửa hàng bán đồ. Cứ mỗi tuần thứ bảy chủ nhật em đều phụ mẹ bán hàng. Nhưng khi ba được thăng chức lên làm giám đốc, ba bắt mẹ phải đóng cửa hàng, rồi chuyển cửa hàng đó lại cho người khác. Đó kìa, nhà em ở khu đó.
Em nhìn gì vậy? Không. Nhìn cà phê ngon quá. Cà phê bên lề đường đó hả? Anh không uống được. Không phải anh chê, mà uống vô thấy chóng mặt. Không biết là do cà phê có vấn đề hay là do người pha chế không có chuyên môn. Lúc đầu tôi cũng không thấy việc kết hôn là quan trọng gì, ngoại trừ nó là bước tiến thể hiện sự thành công trong cuộc sống. Nhưng quan trọng, nó khiến cho ba mẹ tôi tự hào. Ôi, cả hai đẹp đôi quá. Cứ tưởng em Minh ở vậy luôn chứ. Cũng may mà thoát khỏi cái ế sớm hơn. Nhìn kìa, chú rể đẹp trai quá. Đẹp ha. Nhưng chuyện ngoại hình không quan trọng bằng địa vị. Công việc của cậu ta tốt lắm. Vậy sao? Làm kỹ sư trong một công ty lớn, tiền lương hàng tháng lại cao. Giờ mới vừa được lên chức làm giám đốc. Không thể tìm đâu ra được một giám đốc chỉ ở tuổi này. Thôi dì về. Dạ chào dì. Dì đi cẩn thận. Ừ chào con. Lên xe đi Min. Nhanh. Con trai hay con gái? Dạ. Thì con đó. Em muốn có con trai hay con gái? Nói cứ như chọn được. Chọn được chứ. Thời buổi này làm được hết. Con mau có con đi. Ba con muốn được ẵm cháu lắm rồi đó.